Đây là dòng cá tai tượng Albino mà bạn cửa hàng Thanh Liêm Cá Cảnh vừa mới nhập về mọi người. Bán với giá là 70.000 một con ha. Cá này rất là đẹp kìa. Đó, nó ngớp lên ha. Hồi nãy bạn để bên cái hồ bên kia, bây giờ bạn vớt qua bên đây. Tai tượng Albino 70k. Nhìn màu vàng rất là đẹp ha, mắt cũng vàng. Mê không?